Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây hãy cùng kênh tìm hiểu tử vi tháng 7 âm lịch năm 2021 của tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Người tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, mệnh lộ bàn thổ, là người tâm địa hiền lương, có ý chí, có trách nhiệm cao. Vẻ ngoài mềm yếu nhưng nội tâm mạnh mẽ và cứng cỏi. Họ thích lập sẵn kế hoạch trước khi làm bất cứ điều gì. Ước mơ của tuổi Tân Mùi là tự mình gây dựng cơ nghiệp. Nhờ vào tài năng và quyết tâm của cá nhân, họ hoàn toàn có thể biến điều này trở thành hiện thực. Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 là con người có sự chí khí, cởi mở, có số lập nghiệp cơ đồ, hưởng vinh hoa phú quý. Tuy nhiên, để được đắc lộc thì tuổi Tân Mùi thường phải trải qua sự khổ trước sướng sau. Vậy nên, đây là một trong những tuổi dễ gặp nhiều tai ương, vất vả, lên voi xuống chó trong những giai đoạn đầu đời. Trong tháng 7 âm lịch này, công việc không phải lúc nào cũng được như mong đợi, nhất là những ai mới nhận nhiệm vụ mới sẽ dễ xảy ra sai sót thường xuyên. Về khía cạnh tài chính của con giáp tuổi Tân Mùi trong tháng này không thật sự tốt, công việc không thuận lợi nên thu nhập ít đi cũng là điều dễ hiểu. Bản mệnh chi tiêu tiết kiệm, bớt những thói quen phù phiếm, tốn kém, cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Vận trình của tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991, trong tháng 7 âm lịch năm 2021 qua từng phương diện. Thứ nhất, về phương diện sự nghiệp. Với những người đã đi làm, sự mệt mỏi, chán chường sẽ làm giảm sút hiệu quả công việc. Mọi sự đóng góp của bạn không được cấp trên công nhận, sự cố gắng của bản mệnh như giả tràng xe cát. Tuy nhiên, đừng lấy đó làm lý do để lười biếng, chểnh mảng, hình thành thói quen không tốt cho bản thân. Nếu bản mệnh muốn nhảy việc trong tháng này thì nên suy nghĩ kỹ lại, đây chưa phải là thời cơ tốt. Bản mệnh sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ, bỏ lại sự cố gắng, nỗ lực của bản thân. Cho đến thời điểm hiện tại, đừng vì chút nóng giận mà dẫn đến quyết định sai lầm. Nên bình tĩnh suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải, bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra, chỉ có cách để giải quyết tốt nhất chứ không thể nào trốn tránh mãi được. Thứ hai, về mặt tài lộc. Người tuổi Tân Mùi trong tháng 7 âm lịch năm 2021 này nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thật sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập của mình. Bản mệnh biết lượng sức mình, biết bản thân đang ở đâu, để ưu thế gì và cần phải làm như thế nào để đạt được mục tiêu mình mong muốn. Tuy nhiên, đôi khi những tuổi Tân Mùi lại chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực cho mình. Bản mệnh chỉ, chăm chăm lao làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động, chớ nên tham công tiếc việc quá mức. Bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù có cố gắng hết sức làm việc cũng khó đạt được kết quả cao. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng này, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, bản mệnh không được tốt. Đối với tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, vận trình tình cảm không được tốt lắm. Nam mệnh, đừng mất nhiều thời gian vào chuyện yêu đương mà hãy dành thời gian và tinh thần cho công việc. Thành quả thu được sẽ tốt hơn nhiều. Đừng cố chấp mà bắt đầu một cuộc tình mới khi bản thân còn chưa sẵn sàng. Nữ mệnh tuổi Tân Mùi là một người nhạy cảm trong chuyện tình cảm, luôn là người chịu nhiều thiệt thòi. Trong tháng này, tình cảm của bản mệnh sẽ phải tốt đẹp và êm đềm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tử vi tháng này khuyên bản mệnh
không nên suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực. Ngờ vực suy đoán sẽ xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Tháng này, gia đình bản mệnh sẽ có chuyện vui, có thể là một chuyến đi du lịch ở nơi xa. Đây là cơ hội để gia tăng tình cảm gia đình, cải thiện mối quan hệ với các anh em, bạn bè và các thành viên trong gia đình. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng 7 âm lịch, tuổi Tân Mùi, sức khỏe khá ổn định, bản mệnh có chút phiền muộn do không có sự đồng tình ủng hộ của cấp trên cũng như đồng nghiệp, thu nhập cũng thấp hơn so với các tháng trước nên khiến bản thân lo lắng về chi tiêu. Những bản mệnh tuổi Tân Mùi không nên quá cực lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe bản thân. Bản mệnh nên sống khoa học hơn, quy củ hơn. Cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bản mệnh không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 7 âm lịch năm 2021 của tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 7 năm 2021, tức là ngày 8 tháng 8 năm 2021, đến ngày 6 tháng 9 năm 2021 theo dương lịch. Tháng 7 âm lịch là tháng Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Tháng Thân Lục Hợp Tỵ, Tam Hợp Tý và Thìn Thành Thủy Cục, Xung Dần, Hình Dần, Hình Hợi, Hại Hợi, Phá Tỵ, Tuyệt Mão. Đối với người tuổi Tân Mùi, trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày như sau. Thứ nhất là ngày âm lịch ngày 2 tháng 7 năm 2021, tức là ngày 9 tháng 8 năm 2021 dương lịch, có nạp âm giáp là Kỷ Sửu. Thứ hai là ngày âm lịch ngày 14 tây tháng 7 năm 2021, tức là ngày 21 tháng 8 năm 2021 dương lịch, có nạp âm giáp là Tân Sửu. Thứ ba, ngày âm lịch là ngày 26 tháng 7 năm 2021, tức là ngày 2 tháng 9 năm 2021 dương lịch, có nạp âm là Quý Sửu. Đây là ba ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của bản mệnh tuổi Tân Mùi. Trong những ngày này, bản mệnh cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để bản mệnh tuổi Tân Mùi tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là thời điểm tốt để thể hiện hành công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch là ngày 7 tháng 7 năm 2021, tức là ngày 14 tháng 8 năm 2021 dương lịch, có nạp âm giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Thứ hai, ngày âm lịch là ngày 19 tháng 7 năm 2021, tức là ngày 26 tháng 8 năm 2021 dương lịch, có nạp âm giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu 2021 đối với tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất.